khám phá những bức tượng kỳ lạ đến khó hiểu. Lần đầu tận mắt chứng kiến những bức tượng kỳ lạ này ở Trung Quốc, không ít du khách đã cảm thấy ngỡ ngàng. Tại quốc gia đông dân nhất thế giới, du khách có thể bắt gặp nhiều điều kỳ thú. Một trong số đó có thể kể tới những bức tượng hay công trình kỳ lạ xuất hiện ở trên đường phố. Công trình hình cải thảo khổng lồ. Đây là một trong những công trình kỳ lạ gây khó hiểu tại Trung Quốc. Đó là một mô hình làm bằng nhựa cứng, tọa lạc tại công viên triển lãm khoa học và công nghệ Tam Giang, Liễu Châu. Mô hình này cao tới 20m, rộng 8m và nặng 12 tấn. Bát mì thịt bò khổng lồ ở Lan Châu. Người ta vẫn nói, đến Lan Châu mà chưa thưởng thức mì thịt bò, coi như chưa đến. Một tô mì Lan Châu phải đầy đủ các yếu tố từ nước dùng trong, củ cải trắng ngần, xanh mướt của lá hẹ, màu đỏ của ớt, sợi mì vàng tươi cùng những miếng thịt bò mềm mượt. Đặc biệt, sợi mì thịt bò ở Lan Châu đều được người đầu bếp kéo bằng tay. Có nguồn gốc từ đời nhà Đường, món ngon này đã giành nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế. Năm 1999, mì bò Lan Châu được quảng bá là một trong những món mì đặc sản của Trung Quốc. Nhằm tôn vinh món đặc sản nức tiếng này, đến với Lan Châu, du khách sẽ bắt gặp một mô hình bát mì thịt bò khổng lồ cao 1,66m, nặng 1,6 tấn. Thác nước làm từ bồn cầu. Một thác nước làm từ hàng nghìn chiếc bồn cầu và bồn rửa mặt đặt tại công viên Thạch Loan, thành phố Phật Sơn đã thu hút khách tham quan vì sự khó hiểu của nó. Đây là tác phẩm nghệ thuật kỳ quặc được tạo ra từ khoảng 10.000 chiếc bồn cầu cả cũ và mới với nhiều màu sắc, kích thước, tạo thành bức tường cao 5m, dài 100m. Được biết, tác phẩm ban đầu được thiết kế để tham dự lễ hội gốm sứ và dự kiến dỡ bỏ sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, vì sự kỳ quặc đến độc đáo của nó, thác bồn cầu vẫn được giữ lại, trở thành điểm du lịch hấp dẫn tại thành phố Phật Sơn. Theo nghệ sĩ Su Jong, cha đẻ của công trình, ông và các cộng sự mất hơn 2 tháng để hoàn thành thác nước. Một số bồn cầu được cả nhóm tận dụng từ phế liệu công xưởng, số khác thì được lấy từ người quyên góp. Sau đó, tất cả được gắn lên tường với độ nghiêng được tính toán, sao cho từ vòi phun ra nước cùng lúc tạo thành một bức tường như thác nước. Tường khủng long hôn nhau. Tại một thị trấn biên giới giữa Mông Cổ và Trung Quốc, du khách sẽ bắt gặp bức tường khổng lồ hình hai con khủng long trong tư thế môi kề môi đặt ngay ở tuyến đường cao tốc. Bức tường cao khoảng 19m với bề ngang 34m nằm tại hai bên đường cao tốc. Được biết, công trình này được xây dựng tại một khu vực có rất nhiều hóa thạch của khủng long. Vòng tròn sự sống. Hiếm có quốc gia nào chỉ chi 15 triệu USD cho một công trình chỉ để phục vụ việc ngắm cảnh. Đó là công trình như hình chiếc nhẫn tại thành phố Fushun, được đặt với tên gọi là vòng tròn sự sống. Công trình này được làm từ 3.000 tấn thép, 12.000 đèn LED với 4 thang máy, đưa du khách tới đỉnh cao nhất của vòng tròn để ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao.